Hiệp thi đấu nhất bắt đầu. Round 1. Trọng tài công nhận đội ngã cho vận động viên gốc đài xanh. Valley drop from the blue corner. Hiệp thi đấu 2 bắt đầu. Round 2. Trọng tài công nhận đội đánh ngã cho vận động viên gốc đài đỏ. Valley drop from the red corner. Trọng tài công nhận đội đánh ngã cho vận động viên gốc đài xanh. Blue drop. Cách cho qua bên ngoài bị phạt rồi.
Blue Drum. Nó cứ nhập lên cho tao, chắc cho tao phần kéo thẳng của em không được ngắt luôn. Bỏ cái kéo thẳng đấy làm chứ là không phải lao, không lao. Không phải lao thì giật nhẹ được, còn bình thường nó rút được tự nhiên mình nằm. Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao, vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao, để lại nhọc nhằn gian lao. Trọng tài công nhận là tổng giải cho vận động viên gốc Đài Nhỏ. Valley Drum for the Red Corner. Trọng tài đã cáo là thứ nhất vận động viên gốc Đài Đỏ. First warning for the red corner. Bắt đầu. Round 3. Trọng tài công nhận đòn đánh ngã cho vận động viên gốc Đài Đỏ. Valley Drum for the red corner. Trọng tài công nhận đòn đánh ngã cho vận động viên gốc Đài Đỏ. Corner. Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. No valid drop. Trọng tài công nhận đòn đánh ngã cho vận động viên gốc Đài Xanh. Thank you.
Trọng tài đã nhận đánh giá cho đội viên góc tay đỏ. Trọng tài công bố kết quả. Và đội viên góc đại sảnh giành thắng 1-0.